Sau cơn bạo bệnh, nghệ sĩ bỏ quốc muốn về Việt Nam. Mặc dù sức khỏe đã hồi phục, nhưng ca phẫu thuật cắt bỏ khối u gan, nghệ sĩ bỏ quốc vẫn không tham gia show diễn của cháu nội Gia Bảo trong ngày mùng 2. Sau cơn bạo bệnh, ông sụt đến 10 cân và hiện tại chỉ muốn về Việt Nam đi chơi cho khuây khỏa. Khoảng tháng 3, làng giải trí xôn xao với thông tin danh hài bỏ quốc phải thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ khối u gan tại Mỹ. Sau ca mổ thành công, nghệ sĩ ưu tú bỏ quốc tiếp tục được người nhà chăm sóc theo chế độ điều trị của bác sĩ. Một thời gian dài vắng bóng, bỏ quốc vừa về Việt Nam để thăm người thân. Ngoài hội ngộ gia đình, có tin đồn bỏ quốc sẽ tái xuất sân khấu trong Winner Show, vẽ một nụ cười của cháu nội là nghệ sĩ Gia Bảo. Trò chuyện trực tiếp với Gia Bảo, anh tiết lộ hiện tại sức khỏe của ông nội Gia Bảo là nghệ sĩ bỏ quốc đang rất tốt, vì phải vượt qua được giai đoạn nguy hiểm. Đợt này nghệ sĩ bỏ quốc về Việt Nam mục đích chính là đi du lịch. Tôi cũng có lời mời ông tham gia vào mini show vẽ một nụ cười để cả gia đình cùng diễn với nhau, nhưng ông nội muốn đi chơi nên tôi tôn trọng ý kiến của ông. Tôi cũng sợ ông lập luyện mà giọng ca cổ thì nhọc nhau áp lực. Cả gia đình đã thống nhất nếu mini show diễn ra, sức khỏe của ông nội tốt thì mới mời để làm giám khảo sẽ trưởng thành, phát triển của cháu nội. Theo tiết lộ từ Gia Bảo, mini show vẽ một nụ cười có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, Thanh Hằng, Hồng Loan, Minh Nhì, Vũ Hà, Ngô Kiền Huy. Gia Bảo, Hải Triều, BB Trần, Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng, đặc biệt, ngoài đảm nhận cùng lúc ba vai, trong trích đoạn nửa đời hương phần, anh còn cùng Hà Linh, Hoài Lâm trình diễn một tiết mục tượng nhờ cố nghệ sĩ Thu Thanh Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.